kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Lời nói dối của em thật dễ nghe. Trần Tịnh Húc đến Trương Dư Hi. Sau thời gian hậu kỳ, bộ phim Môn Tình Hiện Đại Lời Nói Dối Của Em cũng thật dễ nghe chính thức phát sóng vào tháng 10 với sự tham gia của Trần Tịnh Húc và Trương Dư Hi. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhị Nguyệt Sinh. Trần Tịnh Húc vai Trần Chi Chỉ, Trương Dư Hi vai Tần Phỉ. Tại một vùng thiên tai ở phía Tây Nam, đội cứu trợ y tế và các tình nguyện viên đã đến hỗ trợ, trong đó có nữ diễn viên Tần Phỉ. Mọi người đều cho rằng Tần Phỉ đến làm tình nguyện chỉ để tạo hình ảnh, nhưng Tần Phỉ đã làm việc nghiêm túc và còn dũng cảm cứu người trong lúc nguy cấp. Ngày đêm bên nhau, đội trưởng đội y tế Hành Chi Chỉ đã thấy được sự kiên cường và lòng tốt từ nội tâm của Tần Phỉ, giúp cả hai hiểu rõ nhau hơn. Tần Phỉ cũng nhận ra rằng, vị bác sĩ trẻ đã cứu mạng và thắp lại hy vọng cho cô trong cuộc thi múa nhiều năm trước chính là Hành Chi Chỉ. Mối duyên của họ đã bắt đầu từ rất lâu. Hai người hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, nỗ lực trong sự nghiệp của mình. Hành Chi Chỉ tham gia nhiều nhiệm vụ cứu trợ quan trọng, còn Tần Phỉ cố gắng giành lại sự công nhận từ công chúng. Tần Phỉ nói với Hành Chi Chỉ rằng, anh đi làm nhiệm vụ cứu người, anh đã hứa với em phải trở về bình an. Những gì anh nói, em đều tin, dù là lời nói dối cũng dễ nghe. Bộ phim Môn Tình Hiện Đại Lời Nói Dối Của Em cũng thật dễ nghe đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của cặp đôi diễn viên trẻ Trần Tịnh Húc và Trương Dư Hi. Cả hai đều sở hữu ngoại hình sáng và lối diễn xuất tự nhiên. Trần Tịnh Húc sinh năm 1996, được biết tới với vai nam chính trong bộ phim cổ trang Đông Cung. Các bộ phim nổi bật, Đông Cung, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay và các tác phẩm khác. Trương Dư Hi sinh năm 1991. Cô tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh, được biết đến với bộ phim Nàng Công Chúa Tôi Yêu năm 2016. Các tác phẩm nổi bật, Nàng Công Chúa Tôi Yêu Cuốn Sắc Quá Nồng, Khi Màn Đêm Gợn Sóng. Bộ phim Môn Tình Hiện Đại Lời Nói Dối Của Em cũng thật dễ nghe với sự tham gia của dàn diễn viên Trần Tịnh Húc, Trương Dư Hi, Lâm Hân Nghi, Trần Hạo Lama và các diễn viên khác. Phim lên sóng trên Iki vào ngày 19 tháng 10 năm 2024. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.